Anh cũng lo lắng nè. Mà lo lắng gì em đó. Mệt thật sự. Đó anh bây giờ sắp nổ tung rồi nè. Hôm nay con không đi làm à? Lát con mới đi mẹ ạ. À mẹ này. Mà thôi. Con này, hôm qua mẹ đi ăn với lại anh Phương chị Như đấy. Nhìn anh chị hạnh phúc mà mẹ vui lắm. Con cũng phải tìm được người như là anh Phương yêu chị con đấy nhá. Anh chị không nói gì mẹ à? Nói gì? Dạo này anh chị là mẹ ra đường mặt cứ vênh lên đấy chứ. Mấy bà trong xóm cứ ghen tị với mẹ. Con cũng phải hạnh phúc như chị con thì mẹ mới yên lòng. Vâng ạ. Chị nghe đây. Chị à? Đang xem chương trình rồi đấy à? Dạ, em xem rồi. À chị này, chị mà có chuyện gì khó xử ấy, chị cứ nói với... À thôi, chị làm đi ạ. Em hỏi chị. Alo? Cái con bé này, nói năng khó hiểu. Anh gọi em ra đây có việc gì đấy à? Còn chuyện gì nữa? Dạ. Hứa với anh một lần nữa đi, cho chắc chắn. Thì em đã bảo em sẽ không nói gì rồi mà. Hứa đi. Ai mà nói ra là bị sâu răng nha. Rồi mấy bữa nay em có nói chuyện gì với chị Như không? Có ạ. Em có nói gì hả? Em có nói gì đâu. Em chỉ hỏi thăm tình hình của chị ý thôi. Mà dạo này em cũng chả tập trung học hành được vì chuyện của chị ý. Em lo lắng hả? Em nghĩ em lo lắng bằng anh không? Anh cũng lo lắng nè. Mà lo lắng gì em đó. Mệt thật sự. Đó anh bây giờ sắp nổ tung rồi nè. Anh cũng đâu vui vẻ gì khi thấy anh Phương ly hôn đâu. Không thể nào tưởng tượng được nếu mà chuyện đó đổ bể ra sẽ như thế nào luôn. Mẹ em còn đang rất hào hứng chương trình truyền hình của hai anh chị ý. Giờ mà mẹ biết chuyện ấy, khác gì của bom nguyên tử đâu. Nổ tành bành mất. Ờ. Chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Mà thật sự là hai anh chị không thể quay lại được à? Em nghĩ là được không? Nếu mà quay lại được thì mọi chuyện đã đơn giản rồi. Rõ ràng là hai anh chị yêu thương nhau lắm cơ mà. Ngày xưa nhất quyết để cưới được nhau nữa. Em còn non và xanh lắm. Tình yêu là một thứ gì đó rất là khó hiểu. Em sẽ không kết hôn nữa đâu. Sau chuyện của chị Như, em càng khẳng định mình sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Em suy nghĩ như vậy là đúng đắn đó. Hôn nhân là một cái điều gì đó rất là vô nghĩa. Hôn nhân mà không có tình yêu giống như là địa ngục vậy. Ừ. Một lần nữa đi. Ai mà phản bội là lời hứa thì sẽ nhận được kết cục rất là kinh khủng đó. Em biết rồi. Phim Tình trạng đã ly hôn sản xuất bởi Viettel Media.